Thưa quý vị, tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử quang vinh của Đảng và sống mãi trong lòng các thế hệ người Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kế thừa, đưa cả nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay. Năm tháng đi qua, dù Bác đã đi xa, nhưng những hình ảnh về vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc vẫn vẹn nguyên trong trái tim của người dân. Mỗi tư liệu, hiện vật về người là minh chứng sống động về cuộc đời, sự nghiệp được người dân trân trọng, gìn giữ, thể hiện tình cảm sâu nặng dành cho Bác. Với ông Nguyễn Úy, mỗi lần nhắc đến Hồ Chủ tịch là một lần kỷ niệm của những năm tháng tuổi trẻ ùa về. Bản thân ông cũng đã lưu giữ và trao tặng khá nhiều hiện vật có giá trị cho Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, như chiếc khăn mặt có dòng chữ của Bác, huần thi của Hồ Chủ tịch năm 1953, hay chân dung của người được thêu bằng vải. Thế nhưng với người đàn ông 97 tuổi này, có lẽ tấm huân chương kháng chiến hạng 3 được chỉnh bà kỳ tặng là kỷ vật có giá trị nhất trong cuộc đời ông. Sống trên đời mà không có gì quý đông là những bất cứ cái gì mà nhận của Bác Hồ đều là sung sướng. Chỉ có là Bác Hồ mới có tôi mới sống được là ngày hôm nay. Nằm ngủ nhiều khi mà mơ Bác Hồ mà. Trong những cái ngày này khi mà cả nước đang hướng về cái ngày sinh của Bác, thì chúng tôi là những người trực tiếp làm công tác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, thì chúng tôi cũng hết sức là vinh dự và đặc biệt là rất là bồi hồi xúc động khi mà có cái cơ hội để mà được giới thiệu với khách tham quan cũng như là nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ cái cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hai cuộc kháng chiến khốc liệt, những tư liệu hình ảnh và kỷ vật của Bác Hồ tặng là niềm tin, nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn để người dân vượt qua mọi hy sinh và gian khổ. Không chỉ riêng ông Nguyễn Úy mà trong những năm qua, hàng ngàn kỷ vật đã được người dân Thừa Thiên Huế trao tặng lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế như một sự lưu giữ về những ký ức hào hùng năm xưa của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ vì lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Trong những thời gian qua thì Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế cũng đã tiếp nhận rất là nhiều hiện vật từ phía các cái nhân chứng lịch sử, rồi những cái nhân chứng đã từng được gặp Bác Hồ. Và cho đến thời điểm này thì Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng lưu giữ và trưng bày triển lãm trên 17.000 tư liệu hiện vật tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Và đây là những cái tư liệu hiện vật quý hiếm về liên quan trực tiếp đến cuộc đời sự nghiệp của Bác và thể hiện cái tình cảm của người dân Huế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là tình cảm của Bác đối với nhân dân Huế. Mỗi tư liệu hiện vật về Bác Hồ kính yêu là minh chứng sống động về cuộc đời sự nghiệp của người. Việc gìn giữ nâng niu từng kỷ vật về Bác là tình cảm chân thành của lòng dân hướng về người. Nó chứa đựng biết bao tình cảm như Bác vẫn luôn hiện hữu, gần gũi, thân thương trong trái tim của người dân cổ đô.